chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Trước đây thì mình đã trên tay rất là nhiều những chiếc laptop thuộc dòng VivoBook của Asus, nhưng mà chủ yếu nó là S-Series. Đó là một dòng laptop hướng đến đối tượng người dùng trẻ với một cái vẻ ngoài rất là sexy, trẻ trung, màu sắc rất là năng động. Nhưng ở bên cạnh dòng S đó thì Asus cũng có cho mình một dòng X nữa. Thì cái dòng X này nó sẽ là sự hòa trộn của rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau để tạo nên một chiếc laptop mà có thể hướng đến đại đa số người dùng hơn. Nó không nhấn mạnh vào bất kỳ một cái yếu tố nào cả. Và nhân vật chính của video ngày hôm nay sẽ là chiếc Asus VivoBook X509. Nó thì có một cái cấu hình bên trong rất là tốt, có thể nói là tương đương với dòng Asus VivoBook S530. Nhưng mà mức giá của hai chiếc laptop này thì lại khá là chênh lệch. Và tại sao lại có sự chênh lệch này thì chúng ta sẽ cùng xem video trên tay ngay sau đây của mình nhé. Đối với dòng Asus VivoBook X và đặc biệt là cái dòng X509 này á, thì Asus họ không có tập trung quá là nhiều vào cái thiết kế bên ngoài. Nếu mà so với dòng S á, thì nó sẽ không có sự bóng bẩy nè, cũng như là không có sự sexy hoặc là siêu mỏng giống như là dòng S. Nhưng mà so ra thì nó cũng 1:9:10 thôi, tại vì nhìn chung thì nó vẫn có một cái vẻ ngoài rất là thanh lịch, đơn giản. Asus chủ yếu là muốn tập trung nhiều hơn vào cái cấu hình bên trong của nó để có thể phục vụ cho những cái đối tượng người dùng nào mà muốn có một cái cấu hình tốt với một cái mức giá cực kỳ là kinh tế. Cụ thể thì chiếc X509 mà mình đang có đây thì nó sẽ được trang bị con chip Intel Core i5. Kèm với đó chúng ta sẽ có 4GB RAM và một cái ổ HDD 1TB. Bên cạnh đó thì nó sẽ có một cái khe trống để các bạn có thể nâng cấp cấu hình của chiếc laptop của mình nếu như các bạn muốn bổ sung thêm SSD cho nó. Và cái phiên bản cấu hình mà mình có ở đây á, thì nó sẽ được bổ sung thêm cái card đồ họa là NVIDIA MX230. Thì nó sẽ hỗ trợ thêm cho những ai mà muốn có những cái tác vụ liên quan đến hình ảnh đồ họa trên chiếc laptop của mình. Nếu mà so về cấu hình với cái mức giá hiện tại của chiếc Asus X509 này thì có thể nói đây là một cái sự đầu tư rất là kinh tế dành cho các bạn luôn. Quay trở lại với cái vẻ bề ngoài của chiếc Asus VivoBook X509 này thì nó có một cái vẻ ngoài rất đơn giản, không có họa tiết vân đồng tâm hay là phay xước giống như là dòng S, mà nó sẽ là một cái mặt nắp được làm bằng chất liệu nhựa và được làm nhám trơn, ở giữa sẽ là logo của Asus. Thiết kế của nó cũng trông vuông vức hơn nữa. Tuy nhiên thì cái phần cạnh đáy ở đây thì Asus cũng đã rất là tinh ý làm cho nó mềm mại hơn để cho cái chiếc laptop của chúng ta không có bị quá là cứng. Và bởi vì cái chất liệu bên ngoài của nó là chất liệu nhựa cho nên là dù dày hơn một chút xíu so với dòng VivoBook S, tuy nhiên thì nó vẫn có một cái trọng lượng bằng với dòng S luôn là 1,79kg. Vì thế thì các bạn muốn mang chiếc laptop của mình đi khắp nơi để mà sử dụng thì nó cũng rất là dễ dàng. Những cái cổng kết nối mà các bạn sẽ được hỗ trợ trên chiếc Asus VivoBook X509 này á, thì bao gồm bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng HDMI nè, một cổng USB 3.1, một cổng USB Type-C, một cổng sạc. Cái điều mà mình hơi không thích bên cái thiết kế của cái cạnh trái của nó là Asus lại để cái bộ tản nhiệt của nó bên đây thì nhìn nó không có đẹp lắm. Thông thường thì họ sẽ để ở phía dưới này nhiều hơn. Ở phía bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có hai cái cổng USB nè. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có khóa ca lốc, sẽ cắm tai nghe, một cái khe thẻ nhớ micro USB. Mặc dù là nhìn có vẻ như là ít cái cổng kết nối, tuy nhiên mình nghĩ là với những cái cổng kết nối này thì đã đủ để phục vụ cho những cái tác vụ thường ngày của chúng ta rồi. Và nhắc đến Asus VivoBook thì không thể nào thiếu được một cái màn hình với viền màn hình siêu mỏng rất là đẹp và hiện đại như thế này. Và chiếc Asus X509 mình đang có đây thì sẽ sở hữu một cái màn hình với kích thước lớn 15.6 inch, độ phân giải là Full HD luôn. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ được phủ một cái lớp chống chói để có thể làm việc trong những cái môi trường ánh sáng gắt nữa. Ở bên dưới sẽ là một cái bộ bàn phím full size với các phím số được tách ra một bên dành cho các bạn luôn, và bàn phím sẽ làm bằng cái màu xám nổi bật giữa cái màu bạc của thân máy. Ở phần touchpad thì trên góc phải sẽ có một cái chỗ cảm biến vân tay để các bạn có thể mở khóa chiếc laptop của mình bằng vân tay thông qua tính năng Windows Hello, thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn có thể mở khóa một cách nhanh hơn, không cần nhập mật khẩu nữa, cũng như là bảo mật cho những cái dữ liệu của các bạn trên chiếc laptop nữa. Kết hợp với lại cái màn hình với chất lượng hiển thị đẹp này thì chúng ta sẽ có một cái bộ loa Sonic Master đặc trưng của dòng VivoBook luôn, thì nó sẽ cho các bạn một cái trải nghiệm giải trí tuyệt vời hơn trên chiếc laptop của mình. Và mặc dù là không có sở hữu cái vẻ ngoài quá là bóng bẩy giống như là những chiếc laptop mắc tiền hiện nay, tuy nhiên thì với một cái bộ cấu hình như vậy cũng như là những cái tính năng đi kèm trên chiếc Asus X509 thì đây sẽ là hoàn toàn là một cái lựa chọn tốt cho những ai mà muốn
có một cái chiếc laptop đủ mạnh để xử lý những cái tác vụ nặng trong cái công việc cũng như là học tập của mình. Ngoài ra thì khi mà các bạn mua máy thì sẽ được tặng kèm Windows 10 Home bản quyền nữa. Nếu mà yêu thích dòng VivoBook nhưng mà không muốn đầu tư quá nhiều vào dòng S thì các bạn có thể lựa chọn dòng X này như là một cái sự thay thế nha. Và mình sẽ để link của sản phẩm ở bên dưới nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình sẽ trở lại với những video review laptop khác. Hy vọng là các bạn sẽ subscribe, like video này cho mình nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.